2024 rồi, ai đâu còn dùng mấy cái điện thoại bấm bấm nữa. Nói chung thì bây giờ ai cũng có một cái smartphone bên người, dùng điện thoại bấm làm gì nữa. Ừ, gì đây? Tính ra là mấy cái nhận xét như vậy á, anh em biết là ở đâu xuất hiện nhiều nhất đâu? Tất nhiên là xuất hiện nhiều ở những bạn là tối ngày chỉ dùng smartphone thôi chứ gì nữa. Mấy bạn mà dùng smartphone nhiều á, làm sao mấy bạn biết được là những cái điện thoại phím bấm như thế này á, hay còn gọi là feature phone, thì nó vẫn có một cái số lượng người dùng cực kỳ đông nha. Và đặc biệt những chiếc điện thoại như thế này bây giờ còn cháy hàng mà không có mà mua cơ. Thắc mắc đúng không? Thắc mắc là tại sao mấy cái điện thoại phím bấm như thế này mà lại cháy hàng đúng không? Lý do mà chiếc điện thoại này ở thời điểm này á, rất nhiều người mua là do sóng 2G chuẩn bị tắt tại Việt Nam chứ còn gì nữa. Công nghệ mạng 2G thực tế là đã bị tắt sóng trên nhiều nước khác rồi. Nhưng mà sắp tới đây Việt Nam cũng sẽ diễn ra tương tự như vậy. Rồi, để làm rõ hơn cho anh em nào chưa biết thì ai sẽ là những đối tượng sử dụng với những chiếc điện thoại như thế này ha. Đối tượng ai ở đây á, tức là những người dùng lớn tuổi này, như kiểu là cô chú, ông bà, hay đặc biệt là những người làm nông, những người ngư dân, hay là những cô chú buôn bán nhỏ lẻ á, thì chắc chắn những người như vậy á, họ sẽ luôn dùng những cái điện thoại phím bấm như thế này. Thậm chí là nhiều người làm văn phòng á, họ vẫn có một chiếc máy phụ như thế này để sử dụng nghe gọi là chính. Và đặc biệt mấy bạn nhỏ mà chưa sử dụng được smartphone á, thường sẽ được bố mẹ mua cho một chiếc feature phone như thế này để nghe gọi và giữ liên lạc với gia đình. Do là những thiết bị này nó nhỏ gọn, dễ mang theo, bền và rẻ, nên là mấy đứa nhỏ nó dùng á, thì cũng đỡ lo anh em ạ. Như ngày xưa nhá, thời mà mình còn tiểu học chưa có được sử dụng smartphone thì bố mẹ mình cũng mua cho mình một cái điện thoại phím bấm như thế này để khi mà tan học về thì dùng nó để gọi điện cho bố mẹ tới rước. Nhưng mà thời điểm trước đó thì chỉ là những cái chiếc feature phone mà chỉ dùng được sóng 2G thôi. Nhưng mà ở thời điểm này chuẩn bị tắt sóng 2G thì chúng ta bắt buộc phải chuyển qua những chiếc feature phone mà dùng được sóng 4G như thế này. Và đây là chiếc HMD 105 4G. Thì nó có nhiều thứ thú vị lắm, vào video mình sẽ chia sẻ cho nhá. Đầu tiên, làm rõ một chút về thương hiệu HMD. Nè, HMD này anh em. Cho anh em nào chưa biết thì HMD là công ty độc quyền sử dụng thương hiệu điện thoại di động Nokia đấy nhá. Và họ cũng sản xuất và phân phối những cái thiết bị di động của Nokia trên toàn cầu luôn. Thêm một chút thông tin nữa nè, HMD Global Oil được thành lập tại châu Âu và họ có trụ sở ở Phần Lan nha. Hiện HMD đã và đang hoạt động trên hơn 100 quốc gia. Và bên cạnh việc sản xuất những thiết bị di động cho thương hiệu Nokia thì HMD còn ra mắt thêm những cái mẫu điện thoại với thương hiệu của HMD nữa. Điển hình như là em HMD 105 4G này được kế thừa rất là nhiều điểm tốt như là về độ bền này, form dáng này, sự linh hoạt cũng như là trải nghiệm sử dụng đơn giản giống như là những cái thiết bị mà HMD đã và đang sản xuất với thương hiệu của Nokia. Và do là HMD nha, họ có rất nhiều kinh nghiệm trong việc sản xuất rồi và bây giờ họ cũng tối ưu được về mặt dây chuyền nữa. Nên là em HMD 105 4G này á, chi phí của nó rẻ lắm, chỉ có 650k thôi. Gần như là mọi đối tượng đều có thể mua được chiếc máy này rất là dễ dàng luôn. Ok, bây giờ review kỹ hơn về chiếc máy này ha. Nhìn vào hộp của em này một chút đi. Anh em có thể nhận thấy là con HMD 105 4G này sẽ có 3 phiên bản màu sắc, một màu đen tối giản như kiểu là mình đang cầm và có thêm một phiên bản màu hồng cực kỳ đẹp. Và bộ phiên bản màu xanh cũng cực kỳ là nổi bật và trẻ trung luôn. Cá nhân mình nếu mà thích sự nổi bật á thì mình sẽ chọn phiên bản màu hồng để cầm ra quán cà phê để nhìn nó có một cái gì đó khác biệt. Wow. Còn dùng thường ngày á thì mình vẫn sẽ chọn phiên bản màu đen này để có một sự tối giản mà nhìn nó nam tính hơn. Về thiết kế của những chiếc feature phone như này á, thực ra là nó vẫn sẽ luôn như thế thôi. Sẽ có nửa trên là màn hình LCD và nửa dưới là một cái bàn phím cứng vật lý. Nói về cái màn hình chính của chiếc điện thoại này thì nó sẽ có kích thước là 2.4 inch, hiển thị được cả màu sắc đầy đủ luôn và độ nét của nó ngon lành nha. Thậm chí là mình còn thấy là điểm cộng á là độ sáng của cái màn hình này rất là cao nữa, dùng ngoài trời vô tư luôn. Và đây là một cái điểm rất quan trọng, tại vì những người lớn tuổi như kiểu là ông bà hay là cô dì chú bác của mình dưới quê á thì luôn cần một chiếc máy mà nhìn nó phải sáng rõ như này trong lúc có ra ngoài đi làm hay là cần nghe điện thoại hay là bấm tin nhắn này kia á, thì nói chung là nhìn độ sáng cao nó sẽ dễ nhìn hơn. Về form của chiếc HMD 105 4G này á thì mình thấy là nó sẽ theo cái form là anh em sẽ thấy nó thun dài từ trên xuống dưới thành một cái khối thống nhất như thế này. Còn về cái phần thân vỏ và chất lượng build của chiếc máy này á, toàn bộ thân máy với phần thân vỏ thì sẽ được làm bằng nhựa, nhưng mà cái nhựa này cực kỳ chắc nha, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho anh em trong quá trình sử dụng luôn. Nói chung là anh em dùng chiếc máy HMD này thì anh em cứ yên tâm như kiểu anh em dùng máy Nokia, nó bền không khác gì luôn. Nói chung là cái yếu tố độ bền với một chiếc feature phone như thế này là cực kỳ quan trọng, đặc biệt là với những người lớn tuổi nha, như kiểu ông bà của mình tay chân kiểu cũng yếu lắm rồi ấy, đôi khi cầm cái điện thoại không cẩn thận là rơi rớt rất là dễ luôn. Và khi mà rơi rớt như vậy thì với một chiếc máy có độ bền cao á, thì dùng nó sẽ yên tâm hơn hẳn. Hoặc như là cô dì chú bác của mình kiểu làm ngoài chợ này, kiểu có bưng vác hàng hóa này, hay là bê đồ leo lên leo xuống gì đó mà lỡ có rớt điện thoại xuống sàn, hay thậm chí là rủi ro hơn là rớt xong rồi đạp lên cái điện thoại này luôn. Thì với những chiếc máy như này thì nó có độ bền cao á, thì yên tâm hơn là rớt rồi cầm lên lại vẫn dùng bình thường. Nói chung thì cùng lắm rớt thì cầm lên dùng tiếp, không có lo hỏng đâu. Chắc
chỉ có chày thôi. Nói thêm một chút về thiết kế thì phải công nhận là thiết kế của em này nhìn nó thanh khoát thật sự luôn đấy. Mặt lưng thì cực kỳ là tối giản, không có chi tiết gì đặc biệt cả. Nhưng về phần màu sắc thì ngược lại hoàn toàn nha, nó có cực kỳ nhiều màu nổi bật luôn. Còn nói về phần bàn phím á, thì kích thước to ha, dễ thao tác ha. Thậm chí là các cái ký tự như là chữ hay số hay là những ký hiệu in trên cái phần phím này á, thì nó đều rất là dễ nhìn luôn. Mặt lưng của máy thì mình có thể hoàn toàn tháo ra được, và cục pin nó sẽ nằm ở bên trong ha. Và cục pin này cũng tháo được luôn. Tiện á thì cho mọi người coi luôn bên trong này. Pin này thì sẽ có logo của HMD, dung lượng là 1450mAh. Nghe thì tưởng có vẻ là không nhiều nhưng mà thực tế lại rất trâu cho bọn em điện thoại feature phone như thế này ha. Và bên trong nó sẽ có là 2 SIM cộng 1 thẻ nhớ. Và bên dưới chiếc máy này cũng sẽ trang bị luôn là cổng sạc USB-C hẳn hoi nha. Có thể là anh em ít để ý nhưng mà cái cổng USB-C này nó có rất nhiều điểm lợi với những người dùng như là cô dì chú bác hay là ông bà của mình nha. Tại vì khi mà chúng ta dùng những cái cổng sạc micro USB á thì chúng ta bắt buộc phải cắm đúng chiều thì nó mới vô. Còn cổng sạc USB-C thì anh em cắm chiều nào cũng được, xoay lật các thứ cắm vào vẫn bình thường luôn. Và theo như mình thấy nha, là cái cổng USB-C này ở trên con HMD 1054G này cũng đang được hoàn thiện rất tốt nha. Cái cổng đó, nó sẽ nằm thụt lùi vào bên trong một tí để nó tránh cái trường hợp mà khi mà chúng ta rơi rớt máy, cái cổng này nó sẽ bị tác động và gây hỏng. Thêm một số chi tiết khác ở trên máy nha, thì cạnh dưới của máy sẽ có thêm một cái jack tai nghe 3.5 kế bên cái cổng sạc USB-C luôn. Máy vẫn sẽ có một cái đèn flash nằm ở cạnh trên của máy này. Và cái đèn flash này mình bật thử thì thấy là nó sáng phết, sáng hơn những gì mình nghĩ luôn. Cái chi tiết này làm cho mình nhớ ngày xưa kiểu ông mình á hay ra đầu ngõ dẫn mình vào nhà ngủ, thì do cái đường ngõ nó tối nên là ông mình cũng hay dùng mấy cái đèn flash của mấy cái điện thoại feature phone như thế này rọi đường để dẫn mình vào phòng. Rồi thì đó là một số cái khía cạnh với trải nghiệm của mình về ngoại hình của chiếc HMD 1054G này. Bây giờ vào bên trong ha, nói về điểm đặc biệt nhất đi. Đó chính là chiếc máy này bên trong của nó có thể sử dụng được mạng 4G. 4G ở đây vừa có vai trò là giữ liên lạc thông suốt trong giai đoạn mà mạng 2G chuẩn bị tắt ở Việt Nam ha. Đồng thời 4G bên trong chiếc máy này cũng sẽ giúp tăng cái trải nghiệm với những cái dịch vụ online được cài sẵn bên trong máy. Ví dụ như là truy cập mạng để lướt báo, tin tức, dùng được cả Facebook luôn, hay thậm chí là có thể coi cả YouTube và short YouTube này kia luôn. Bên cạnh đó cũng sẽ có một số những cái tựa game online nằm ngay trong ứng dụng cloud để cho anh em có thể cho con nhỏ mở điện thoại đưa cho nó nghịch giải trí cũng được chứ. Mà nói tới game thì quên làm sao được cái quả game huyền thoại rắn săn mồi này đúng không? Và như mình có nói thì những cái thiết bị di động của HMD được kế thừa rất nhiều tinh hoa của những dòng feature phone của Nokia cho chính HMD sản xuất, nên là cái tựa game đánh săn mồi với phiên bản đồ họa xịn hơn như thế này á thì mình thấy là cũng có nhiều thứ thú vị hơn đấy. Chơi thì nói chung là vẫn cuốn lắm. Dùng chiếc máy này cho ông bà, mà nếu ông bà của anh em thích nghe đài FM á thì chiếc máy này không cần phải dây nhợ loằng ngoằng gì đâu mà vẫn nghe được đài FM với chất lượng âm thanh rất là tốt nha, và nghe bằng chính cái loa ngoài của chiếc máy này luôn, nghe cực kỳ to và rõ luôn. Hoặc có thể cắm tai nghe 3.5 vào chính chiếc điện thoại này và nghe cũng được luôn. Và có một cái tính năng mà có lẽ là những bạn trẻ như mình không dùng nhưng mà với người lớn tuổi thì họ rất hay dùng, đó chính là chiếc máy này có một cái tính năng gọi là đọc to những gì mà nó đang hiển thị trên màn hình lên, như là cuộc gọi đến này hay là bấm những cái chức năng menu ở trong điện thoại thì nó cũng sẽ đọc to lên luôn, chẳng hạn như là mình cho mọi người nghe nhá. Và loa to lắm, nghe rất to luôn. Đó, danh bạn đó, lịch sử cuộc gọi đó, thấy không, mình bấm tới đâu là nó đọc to đấy đó. Tin nhắn, danh bạn đó. Nên là khi mà với người lớn tuổi mà đôi khi mắt họ nhìn không được tốt á thì họ sẽ dùng cái tính năng này để nghe, để bấm chính xác hơn những cái chức năng ở trong điện thoại, hay ha. Bên cạnh đó mình muốn nói thêm một chút về cái góc độ sử dụng lâu dài với chiếc máy này, thì ngoài câu chuyện về độ bền nha thì nó còn có một điểm nữa, đó chính là với những chiếc máy này khi mà dùng á chúng ta sẽ không cần phải lo là nó bị lag theo thời gian hay là do phần mềm update gì đó, thì mấy cái chuyện đó nó không có ở trên những con feature phone như thế này đâu. Và nói một cách đầy đủ hơn á thì chiếc HMD 1054G này vẫn là một chiếc điện thoại phím cứng với đầy đủ các chức năng cơ bản ha. Nghe gọi rõ ràng này, cầm hiên ngang nghe điện thoại ngoài đường không lo bị thó mất luôn. Dùng chiếc máy này để nhắn tin nè, nghe báo thức nè, nghe đài FM này, thì nói chung là mấy tính năng này nó đủ hết. Nên là việc mà anh em mua một chiếc máy như này để cho ông bà người lớn tuổi để họ sử dụng á thì cứ yên tâm là chiếc máy này vô cùng dễ làm quen và cũng như là dễ thao tác luôn. Tóm lại nha, với những cái trải nghiệm từ bên ngoài vào bên trong của chiếc HMD 1054G này á thì chúng ta cũng đã trả lời được cho cái câu hỏi là trong năm 2024 hay chuẩn bị sang năm 2025 thì những ai vẫn còn sử dụng những chiếc điện thoại như thế này. Nói chung là với những ai mà đã quá quen sử dụng những cái điện thoại phím cứng như này rồi thì dùng HMD 1054G này vẫn cứ phải gọi là phù hợp. Và thêm nữa là trước tình thế chuẩn bị cắt sóng 2G tại Việt Nam thì HMD 1054G càng là sự lựa chọn thay thế hoàn hảo hơn nữa. Bên cạnh đó, với cá nhân mình thì mình cũng có thể hoàn toàn sử dụng chiếc máy này như là một chiếc điện thoại phụ đi kèm. Nó vừa có độ bền cao này, thậm chí là những cái tiêu chuẩn như là kháng nước IP54 thì nó cũng có luôn. Giá thành thì lại dễ mua và dễ tiếp cận. Và đặc biệt là bố mẹ mà có mua cho con em nhỏ dùng một chiếc điện thoại để liên lạc á thì mua con HMD 1054G này thì nó quá phù hợp luôn. Tóm lại, chiếc máy này HMD 1054G và chiếc feature phone dùng được 4G mức giá 650k thì anh em thấy sao về chiếc máy này? À, mà nếu anh em nào thắc mắc là tại sao mặt sau của nó không có camera như là một số những cái feature phone khác thì đơn giản thôi. Với mình, feature phone mà có camera thì dùng chủ yếu là
chữa cháy hay là kiểu chụp lặt vặt. Nói chung là nhu cầu dùng camera trên một chiếc feature phone không có cao, nên là mình thấy H3D cắt bỏ đi cái phần camera để tối ưu chi phí hơn cho chiếc máy này thì nó hoàn toàn hợp lý nha. Rồi, nếu anh em thích video cũng như là thích chiếc máy này, đây là comment ha. Và đừng quên like, share, subscribe cho channel GZ. Mình là Gà Tổng, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye.